Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với Talk Show Hiểu đúng về thẻ tín dụng của Báo Tiền Phong. Mời đến trường quay của chúng tôi hôm nay, xin giới thiệu hai chuyên gia. Ông Nguyễn Chí Hiếu, người có hơn 30 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Mỹ và Đức, và bà Nguyễn Hồng Thanh, trưởng tiểu ban chính sách chi hội thẻ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình đặc biệt này. Xin kính chào quý độc giả của Báo Tiền Phong ạ. Xin cảm ơn hai chuyên gia đã đến tham gia chương trình. Trước tiên là sau vụ việc cái khách hàng mà nợ đến 8,8 tỷ đồng khi chi tiêu qua thẻ tín dụng của ngân hàng thì đã khiến cho nhiều khách hàng trở nên hoang mang, thậm chí là quay lưng lại với loại hình thẻ này. Điều đó thì có làm một phản ứng thái quá hay không? Làm sao mà cách mà người khách hàng mà chi tiêu thẻ tín dụng đúng và hiểu đúng về nó, thì xin mời hai chuyên gia đã chia sẻ với cả khán giả Báo Tiền Phong. Câu hỏi đầu tiên thì xin được gửi đến bà Nguyễn Hồng Thanh, là xin bà cho biết là sự phát triển của thẻ ngân hàng trong những năm vừa qua, và đặc biệt là thẻ tín dụng ạ. Dạ vâng, cảm ơn MC Ngọc Mai. Kính thưa quý vị khán giả, thì ở thị trường Việt Nam thì những cái chiếc thẻ tín dụng đầu tiên được phát hành vào năm 1996 bởi hai ngân hàng là Vietcombank và ACB. Tiếp đó thì đến năm 2002 thì những chiếc thẻ ghi nợ nội địa được Vietcombank triển khai phát hành tại thị trường. Và trong những năm vừa qua thì thị trường thẻ Việt Nam nói chung cũng như là thẻ tín dụng nói riêng có những cái sự phát triển hết sức là mạnh mẽ. Cụ thể là về quy mô thị trường thì hiện nay thì hầu hết các ngân hàng tham gia thị trường đều đã có phát hành thẻ tín dụng. Và số lượng thẻ trên thị trường hiện nay, tổng số lượng thẻ lưu hành là hơn 140 triệu thẻ, trong đó thẻ tín dụng là 10,2 triệu thẻ. Và số liệu năm 2023 thì giá trị giao dịch qua thẻ tín dụng là đạt trên 1 triệu tỷ đồng. Một cái quy mô rất là lớn ạ, thể hiện cái sự phát triển của thị trường trong thời gian vừa qua. Ngoài ra một cái điểm nữa mà thể hiện cái sự phát triển thẻ tín dụng là về đối tượng sử dụng cũng như là sự đa dạng của các sản phẩm trên thị trường. Thì thẻ tín dụng thì bây giờ cũng không chỉ phục vụ cho cái đối tượng khách hàng là có thu nhập cao nữa, mà các sản phẩm thẻ tín dụng thì phục vụ đa dạng các đối tượng khách hàng, từ khách hàng trung lưu với khách hàng đại trà. Và ngoài ra thì các ngân hàng cũng triển khai đa dạng các cái sản phẩm để phục vụ cho các cái đối tượng khách hàng khác nhau, các cái sản phẩm cao cấp như là hạng Signature hay hạng Infinite cho khách hàng rất là VIP của ngân hàng, cũng như là các cái sản phẩm cho các đối tượng đại trà là sinh viên hoặc là người lao động. Một cái điểm nữa để thể hiện cái sự phát triển của thị trường thẻ là cái phần liên quan đến công nghệ. Trước đây thì cái thẻ của chúng ta thì thường chủ yếu là thẻ từ. Sau đó thì cũng có qua rất là nhiều cái giai đoạn phát triển là chuyển lên thẻ chip và những cái công nghệ mới hiện nay như là thẻ không tiếp xúc, thẻ contactless ạ, và thẻ phi vật lý, rồi là các cái hình thức thanh toán mới như thanh toán trực tuyến, thanh toán trên ứng dụng di động. Và bên cạnh đó thì các ngân hàng cũng triển khai các cái biện pháp bảo mật cho cái hoạt động thẻ với các cái công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế như là EMV, rồi giải pháp thanh toán 3D CQ trong thanh toán trực tuyến, hoặc là các cái giải pháp về bảo mật số thẻ thông qua tokenization. Vâng, thưa bà, vậy với thẻ tín dụng thì lợi ích mà mang lại cho khách hàng là gì và những rủi ro mà khách hàng? Về lợi ích của thẻ tín dụng thì theo tôi, đối trước hết là đối với xã hội, thì thẻ tín dụng góp phần thúc đẩy cái thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng chủ trương của chính phủ, và giúp hạn chế tiền mặt trong lưu thông cũng như là giúp minh bạch cho nền kinh tế. Thế còn đối với người tiêu dùng thì thẻ tín dụng là một cái phương tiện thanh toán hết sức là tiện lợi. Thì như quý vị cũng có thể thấy là hiện nay thì với cái thẻ tín dụng thì người dùng có thể thanh toán mọi lúc mọi nơi. Chúng ta có thể đặt hàng online, đặt đồ ăn ngay tại nhà, có thể đặt booking khách sạn cho các chuyến du lịch nước ngoài, hoặc là chúng ta đi du lịch nước ngoài thì cũng không cần phải có thẻ. Cái việc mà thanh toán thẻ thì trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết, và chúng ta không cần phải mang theo tiền mặt. Thậm chí thì với sự phát triển của công nghệ trong hoạt động thẻ thì với sự ra đời của các cái phương thức thanh toán trên thiết bị di động như là Apple Pay, Samsung Pay thì chúng ta thậm chí còn không cần phải mang cả thẻ vật lý nữa. Ngoài ra thì cái lợi ích đối với người sử dụng ấy, về thẻ tín dụng thì thực ra thẻ tín dụng thì nó không chỉ đơn thuần là một cái phương tiện thanh toán mà nó còn là một cái công cụ cấp tín dụng cho người dùng, cho nên là nó là một cái phương tiện tài chính cho khách hàng.
có thể chi tiêu trước, trả tiền sau, và cái thời gian ân hạn miễn lãi của các ngân hàng quy định có thể lên đến 45 hoặc 55 ngày tùy từng ngân hàng. Thì đây là một cái phương tiện tài chính hết sức là tiện lợi cho người tiêu dùng. Vậy thì có những cái rủi ro gì mà khách hàng có thể gặp phải không thưa bà? Bên cạnh những cái lợi ích mà thẻ tín dụng mang lại thì khi sử dụng thẻ thì cũng có một số các cái rủi ro mà khách hàng cần phải lưu ý. Thứ nhất là các cái phần mà liên quan đến phát sinh phí lãi. Thì hàng tháng thì ngân hàng cũng đều cung cấp cho khách hàng cái bảng sao kê tài khoản thẻ. Tuy nhiên thì nếu mà khách hàng không lưu ý để ý cái bảng sao kê đó và không thanh toán kịp thời đúng hạn thì có thể phát sinh các cái khoản phí và lãi cho các cái giao dịch chi tiêu. Ngoài ra thì trong cái trường hợp mà khách hàng chậm thanh toán kéo dài thì khách hàng, cái khoản dư nợ thẻ của khách hàng có thể chuyển nợ quá hạn và khách hàng có thể sẽ bị ảnh hưởng đến điểm tín nhiệm của mình, gây khó khăn cho khách hàng trong việc xin cấp các khoản tín dụng mới để đáp ứng nhu cầu của cá nhân trong tương lai, ví dụ chẳng hạn như là vay mua nhà, mua ô tô. Ngoài ra thì khi mà sử dụng thẻ thì cũng có rủi ro liên quan đến lộ thông tin thẻ hoặc là các giao dịch giả mạo. Thì trong quá trình sử dụng thẻ thì đôi khi là khách hàng cũng không bảo quản thẻ cẩn thận, đưa thẻ cho người khác sử dụng hoặc là cung cấp mật khẩu hoặc là sử dụng thẻ trên các cái trang web lạ thì cũng có cái nguy cơ bị mất thông tin thẻ. Ngoài ra thì có một rủi ro nữa đến liên quan đến thẻ tín dụng, bởi vì là khách hàng đã được ngân hàng cấp một cái khoản tín dụng để chi tiêu mà cũng không cần phải có tiền trong tài khoản mà có thể chi tiêu mua sắm hàng hóa một cách dễ dàng. Cho nên là đôi khi thì khách hàng cũng mất kiểm soát và chi tiêu vượt quá cái nhu cầu hoặc là khả năng tài chính của bản thân. Đấy là một số các cái rủi ro liên quan đến sử dụng thẻ mà khách hàng cũng có thể lưu ý. Cảm ơn bà. Thưa ông Hiếu, thì ông là người có hơn 30 năm kinh nghiệm làm trực tiếp ngân hàng ở Mỹ cũng như ở Đức ấy, thì bản thân ông thì qua cái sự việc của Exim Bank vừa qua ấy, thì ông thấy là các ngân hàng trên thế giới có xảy ra những tình trạng tương tự như vậy không ạ? Tôi chưa thấy bao giờ một cái trường hợp tương tự như vậy xảy ra tại Mỹ. Cái thứ nhất là các ngân hàng Mỹ, cái việc chăm sóc khách hàng của họ rất là chu đáo, rất là tốt. Nếu mà có một cái sự việc xảy ra mà khách hàng khiếu nại với ngân hàng thì cái nguyên tắc tại Mỹ là trong vòng 72 tiếng đồng hồ, tức là 3 ngày, ngân hàng phải trả lời ngay. Trong trường hợp mà nếu ngân hàng cần một cái thời gian để điều tra vụ việc và để thẩm định rồi trả lời với tất cả những cái chi tiết thì họ cho khách hàng biết là chúng tôi sẽ đi vào một cái quá trình điều tra, thẩm định và chúng tôi sẽ trở lại với khách hàng sớm nhất có thể. Qua sự việc của Exim Bank ấy, thì ông cho rằng cả ngân hàng cũng lẫn khách hàng cần phải rút ra bài học kinh nghiệm gì ạ? Trước nhất là tôi là cái người mà làm ở trong ngành ngân hàng nhưng mà cũng là khách hàng của ngân hàng. Thì thường thường nếu mà tôi nhận được một cái thẻ tín dụng thì tôi sử dụng cái thẻ tín dụng đó. Trước nhất là tôi nhận được cái thẻ tín dụng qua bưu điện, rồi sau đó thì nhận được cái mật khẩu, và sau khi mà nhận được mật khẩu thì tôi thay đổi cái mật khẩu của ngân hàng, thì tôi thay đổi từ cái mật khẩu cho tôi thì nó dễ dùng hơn và nó mang tính bảo mật, và từ đó tôi sử dụng cái thẻ tín dụng như thế này. Thế thì khi mà tôi đi sử dụng thẻ tín dụng đó thì có một điều mà tôi cũng khuyến cáo tất cả mọi người là nên cẩn thận, tại vì cái thẻ tín dụng, chẳng hạn như cái thẻ tín dụng là thẻ tín dụng của tôi, ở đằng trước cái mặt thẻ đó thì có tên của ngân hàng, đằng sau cái mặt thẻ đó, tôi xin lỗi, để tôi giấu cái số thẻ, đằng sau cái mặt thẻ đó thì có số thẻ thường thường là 10 chữ số, và đặc biệt nữa là ở đằng sau mặt thẻ đó có một cái số cái security code, là cái mã số mật khẩu bí mật mà chúng ta phải bảo toàn. Cái mật khẩu đó gồm 3 số, và nếu người nào mà nhặt được cái thẻ của tôi hoặc là chụp hình được cái thẻ của tôi với tên của tôi, với số thẻ và với cái security code đó, họ hoàn toàn có thể sử dụng được, và họ có thể sử dụng tới cái mức tối đa trên cái thẻ của tôi. Thành ra đối với khách hàng, cái vấn đề đầu tiên là khi mà mình xin mở thẻ thì phải theo dõi cái việc mà ngân hàng có cấp thẻ hay không, có từ chối hay không, và khi mà nhận được thẻ thì làm sao mà bảo mật tất cả những cái thông tin ở trên cái thẻ của mình. Khi mà tôi nhận được cái thông báo của ngân hàng là tôi đã có một cái giao dịch, chẳng hạn như trong trường hợp là 8 triệu rưỡi, thì nếu mà tôi trả trong vòng 45 ngày
từ khi mà phát sinh cái nợ đó thì ngân hàng không tính lãi. Ngân hàng không tính lãi. Đó là một cái thời gian kêu bằng ân hạn. Nhưng mà nếu mà khách hàng chỉ trả một ngày sau cái ngày 45 ngày ân hạn đó thì ngân hàng tính lãi từ cái ngày mà phát sinh nợ cho đến cái ngày trả nợ, chẳng hạn như 46 ngày. Có nhiều khách hàng nói với tôi rằng cái đó không công bằng, họ cho tôi ân hạn 45 ngày, bây giờ tôi chỉ trả nợ có thêm có trễ hạn có một ngày thôi thì phải tính lại cho tôi chỉ có một ngày chứ tại sao lại tính lại 46 ngày. Nhưng mà quý vị phải xem ở trong cái hợp đồng tín dụng, hợp đồng mẫu đó, là nếu mà mình không trả nợ trong cái thời gian ân hạn đó thì ngân hàng sẽ tính ngay từ cái ngày đầu. Thành ra với khách hàng hãy cẩn thận xem rõ cái hợp đồng tín thẻ tín dụng. Xin cảm ơn ông. Thực ra thì bản thân tôi thì cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi của khán giả cho rằng là vì sao mà tôi sử dụng thẻ tín dụng chỉ quá hạn có một ngày thôi mà lại tính tôi là mấy chục ngày. Vậy để bản thân là khách hàng tiêu dùng thông minh khi sử dụng thẻ tín dụng thì xin được hỏi bà Thanh là khách hàng cần phải trang bị những kiến thức gì thưa bà? Thì như anh Hiếu cũng vừa chia sẻ thì cái việc đầu tiên của khách hàng khi mà sử dụng thẻ tín dụng thì chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ cái điều khoản điều kiện theo hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ để mình biết được là những cái quy định về ngân hàng, của ngân hàng liên quan đến việc tính lãi phí rồi các cái quyền và trách nhiệm liên quan của người sử dụng thẻ. Bên cạnh hợp đồng sử dụng thẻ thì khách hàng cần phải tìm hiểu rất là kỹ về các loại phí lãi áp dụng cho hoạt động thẻ. Thì như anh Hiếu vừa chia sẻ về cái thông lệ về cách tính lãi thì ở thị trường Mỹ và ở thị trường Việt Nam thì cũng rất là tương đồng. Ở cụ thể các ngân hàng ở Việt Nam thì cũng đang tính như vậy ạ. Thì cái cách tính lãi đấy thì nó cũng phù hợp với thông lệ chung và nó cũng là cái hợp lý cho ngân hàng ở chỗ là các ngân hàng, vì các ngân hàng đã phải ứng tiền cho khách hàng để sử dụng bởi vì cái khoản này là khoản tín dụng. Với cái khoản vay thông thường thì khách hàng phải trả lãi ngay từ cái ngày đầu tiên khách hàng nhận tiền giải ngân từ ngân hàng đúng không ạ? Thì với thẻ tín dụng thì cái khoảng thời gian ân hạn miễn lãi này đó là một cái ưu đãi của ngân hàng dành cho khách hàng. Do vậy trường hợp mà khách hàng thanh toán chậm thì khách hàng phải trả lãi cho ngân hàng. Đấy là cái quy định mà các ngân hàng tại Việt Nam cũng như là cái thông lệ chung của quốc tế trong cái hoạt động thẻ. Do vậy thì cũng quý vị cũng cần phải lưu ý là xem cái phần sản phẩm thẻ của mình đang sử dụng ấy, thì cái mức phí và lãi các ngân hàng đang áp dụng là như thế nào. Và đặc biệt là định kỳ hàng tháng thì các ngân hàng đều gửi thông báo sao kê về các cái giao dịch thẻ của khách hàng. Trong đó thì cũng nêu rõ là số dư nợ phát sinh trên sao kê là bao nhiêu, số dư nợ, số tiền tối thiểu mà khách hàng cần phải thanh toán là bao nhiêu và cái thời hạn thanh toán. Thì khách hàng cần phải xem kỹ thông báo của ngân hàng trên sao kê để mà thanh toán đầy đủ đúng hạn. Một điểm lưu ý nữa đối với cái thẻ tín dụng là cái phí rút tiền mặt của thẻ tín dụng rất là cao. Do vậy thì khách hàng cũng cần phải lưu ý là mình tận dụng cái việc sử dụng thẻ cho các cái giao dịch chi tiêu, thanh toán không dùng tiền mặt. Và ngoài ra thì có một điểm nữa cũng rất là quan trọng thì anh Hiếu cũng đã chia sẻ với cả quý vị khán giả rất là nhiều liên quan đến cái việc mà bảo mật thông tin thẻ và sử dụng thẻ an toàn. Thì cũng lưu ý với quý vị là khi mà phát hành thẻ của ngân hàng và ngân hàng họ cũng thường xuyên gửi những cái thông báo về hướng dẫn sử dụng thẻ an toàn thì mình lưu ý để ý những cái thông báo đó để mình làm sao mà trong quá trình sử dụng giữ cái thông tin bảo quản thẻ cẩn thận, tránh tiết lộ thông tin thẻ và để đảm bảo an toàn cho quá trình sử dụng thẻ, tránh phát sinh các cái giao dịch giả mạo. Cái việc mà sử dụng thẻ cũng như thanh toán không tiền mặt thì là một cái tác động rất lớn đối với nền kinh tế của Việt Nam. Vậy thì tôi xin hỏi bà Thanh là bà đánh giá thế nào về thị trường thẻ ngân hàng trong tương lai ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn. Thưa quý vị thì là mặc dù hiện nay thì trên thị trường của chúng ta có rất là nhiều các cái hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác nhau để khách hàng lựa chọn, ví dụ chẳng hạn như là chuyển tiền, chuyển khoản qua điện thoại di động này, thanh toán QR, thanh toán ví điện tử. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là thị trường thẻ Việt Nam trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục vẫn có những cái bước phát triển đáng kể và đặc biệt là thẻ tín dụng. Bởi vì là như tôi đã đề cập là cái thẻ tín dụng nó không chỉ là một cái phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mà nó còn là một cái công cụ hỗ trợ tài chính cho khách hàng nữa. Thế thì trong thời gian tới thì đối với thị trường thẻ cũng như là thẻ tín dụng cùng với sự ra đời của cái thẻ thanh toán không tiếp xúc thì các hình thức thanh toán bằng thanh toán trên điện thoại di động như là Samsung Pay, Apple Pay thì cũng ngày càng được người sử dụng biết đến và sử dụng.
Và đây là cũng là một cái phương thức thanh toán mà tôi nghĩ là hết sức tiện lợi. Nó giúp cho người tiêu dùng khi mà ra ngoài thì chúng ta cũng không cần phải mang thẻ vật lý nữa. Và tôi nghĩ rằng là cái hình thức thanh toán qua thiết bị di động này cũng sẽ ngày càng phổ biến. Cái hình thức thanh toán này thì cũng còn ứng dụng một cái công nghệ tiên tiến nữa là công nghệ về bảo mật mã số thẻ thông qua tokenization. Thì nó giúp là cái số thẻ được mã hóa, chứ chúng ta cũng không sẽ đảm bảo cho cái thông tin thẻ được an toàn, bảo mật hơn so với các hình thức thanh toán thông thường. Xin cảm ơn bạn. Chị Ngọc Mai cho phép tôi bổ sung về cái vấn đề thẻ tín dụng tại Việt Nam, cái tiềm năng của nó và cái rủi ro của nó cho cả ngân hàng cũng như là khách hàng. Trước nhất là về cái tiềm năng thì thật sự ra mình còn rất nhiều những cái mình gọi là cái room để mà mở thẻ tín dụng cho toàn bộ người dân Việt Nam. Tại thời điểm này thì tôi nghĩ rằng cái số thẻ tín dụng mở cho khách hàng đó thì có thể cái số thẻ nó đâu đó 10 triệu thẻ. Thế nhưng mà có nhiều người họ mở nhiều thẻ. Thành ra cái số dân số Việt Nam mà có thẻ tín dụng thì nó theo cái tính của tôi nó đâu đó vào khoảng độ 6-7% thôi, chứ không phải là trên 10%. Thành ra 6-7%, còn lại cả hơn 90% dân số Việt Nam chưa có thẻ tín dụng. Là một cái có thể nói là cái tiềm năng của nó rất lớn. Tôi mua một món hàng, tôi mua một cái xe ô tô, tôi mua một cái tủ lạnh, tôi mua một cái xe gắn máy vài trăm triệu. Nhưng mà tôi không có tiền mặt trả bây giờ. Thì tôi dùng cái thu nhập của tôi, cái lương của tôi trong tương lai, cái thương kinh doanh của tôi trong tương lai để mà trả nợ. Tức là dùng trước trả sau. Đó là cái tinh thần của trả góp. Mà ở tất cả các xã hội tiên tiến họ sử dụng cái hình thức trả góp để mà giúp người dân tiêu thụ. Và khi mà người dân tiêu thụ thì nó cũng giúp phát triển quốc gia. Tại vì 70% GDP của chúng ta là tùy thuộc vào tiêu dùng cá nhân. Thành ra cái vấn đề tiêu dùng cá nhân, giúp người ta tiêu dùng cá nhân, thẻ tín dụng là một điều mà không thể không có được trong một cái xã hội tiên tiến. Giúp cho cá nhân, giúp cho tất cả mọi người và giúp cho cả phát triển của nền kinh tế. Xin cảm ơn ông Hiếu và bà Thanh đã dành thời gian cho báo Tiền Phong. Những cái chia sẻ của ông bà thì thực sự rất có ích đối với khách hàng về những cái lợi ích cũng như là rủi ro của thẻ tín dụng ạ. Xin cảm ơn hai ông bà.